Máy may Nguyễn Nhung hướng dẫn sử dụng máy may Singer SC27. Đây là một dòng máy may đa năng với 55 kiểu đường may thêu vắt rổ, làm khuy các kiểu ha, rất là tiện lợi. Đây, mọi người nhìn ở phía trên, đây là cái bảng các cái kiểu may ha, 55 kiểu may bao gồm có may thêu các cái kiểu và làm khuy, có rất là nhiều kiểu khuy ha. Và cái máy dòng máy này thì rất là tiện, nhất là cho các nhà may hoặc là cho các nhà thiết kế thời trang mà mình hay thiết kế những cái mẫu có khuy có nút đó, những cái mẫu quần áo có khuy nút ha. Đây là một số cái kiểu đường may mà shop đã may thử, một số cái kiểu may thêu rất là đẹp, rất là tinh xảo ha. Dòng máy này là một cái máy may nội địa của Nhật, máy may đời mới, nó tích hợp đủ các cái tính năng tiện ích, ví dụ như là xỏ chỉ tự động. Một chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách xỏ chỉ tự động rất là dễ luôn. Thứ hai là cái đèn chiếu sáng là đèn LED. Thứ ba là cái dao cắt chỉ ở trên máy, mình chỉ khi mà mình may xong á, mình chỉ cần kéo cái cổng chỉ tới cái dao cắt chỉ, mình cắt một cái là chỉ nó được được cắt đi ha. Rồi, ở đây là máy may nội địa Nhật, mình sẽ sử dụng điện 110V. Thì mọi người quan sát cái cục điện màu đen ở bên phía bên phải màn hình ạ. Mình sẽ rút cái sợi dây của máy và cắm vào cái biếng thái điện màu đen hoặc là màu vàng mà shop gửi kèm khi mua máy ở bên máy may Nguyễn Dung. Sau đó mình mới ghim cái biếng thái điện vào cái nguồn 220V nhà mình. Đó là lưu ý sử dụng điện ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách quấn chỉ suốt. Suốt để sử dụng cho dòng máy may này là suốt máy may gia đình. Suốt máy may gia đình là suốt mà sử dụng cho máy may con bướm mà ở các cái tiệm bán phụ kiện may á, đều có bán. Mình có thể sử dụng suốt nhựa như vậy hoặc là suốt sắt, suốt nhôm đều được nha. Miễn sao chiều cao của suốt là 11.5 mm. Nhưng mà mình khuyến khích mọi người nên sử dụng suốt nhựa ha. Và khi mua máy ở bên máy may Nguyễn Dung thì sẽ cũng được sẽ được tặng kèm 5 chiếc suốt nhựa như vậy, đủ cho mình sử dụng ha. Rồi, suốt mình sẽ để gắn vào đây. Sau đó mình sẽ kéo chỉ theo hướng dẫn ở trên máy. Mình sẽ kéo chỉ theo hướng mũi tên nước Đức nha. Đây, cùng chỉ mình sẽ để ở đây. Sau đó mình đẩy cái nút chọn này lại. Hoặc nếu như cái cùng chỉ là cùng chỉ to thì mình có thể để ở phía bên phải trên bàn hoặc là dưới đất. Sau đó mình cũng kéo tương tự nha. Rồi, miễn sao cho cái cùng chỉ mình để là nó không có bị ngã thì mình thường là để một ở một cái vị trí mà nó cân bằng hoặc là có một cái gì đó có thể đỡ được nó. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo theo mũi tên nét Đức nè. Mũi tên số 1 nè. Rồi, đây mũi tên số 1 nét Đức nha. Rồi mình thấy cái mũi tên số 2 nét Đức nè. Rồi người ta chỉ mình vòng vòng qua ha. Rồi, tới đây á là có cái mũi tên ở đây. Người ta chỉ mình kéo chữ alpha qua cái qua cái đồng tiền này, gọi là đồng tiền lãi suất ha. Mình sẽ kéo cái chữ alpha này, kéo chữ alpha hay là quấn một vòng đấy ạ. Rồi nhé, đó, mình quấn một vòng rồi mình bắt vào đây nhé. Đó. Rồi tiếp đó là mình sẽ quấn vào cái suốt này, quấn vào cái suốt, mình lấy cái đầu chỉ mình quấn cố định vào suốt khoảng 3 4 vòng, quấn cố định vào cái suốt nha, giữ cái suốt 3 4 vòng. Rồi tiếp theo mình sẽ bật cái cần đánh suốt qua bên phải, bật qua bên phải, bấm nút may dừng máy, thì lúc này chỉ nó đang được quấn vào trong suốt. Và khi mình thấy cái nhu cầu đủ rồi, đầy rồi thì mình sẽ bấm nút may dừng một lần nữa và kéo cái cần đánh suốt qua bên trái để chuyển cái chế độ may, chuyển cái máy qua chế độ may ha. Sau đó mình lấy suốt ra để dùng. Đây là cái suốt ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi chỉ. Thì cách đi chỉ của dòng máy này đã có cái hướng dẫn theo hướng mũi tên, mình chỉ cần đi theo hướng mũi tên thôi. Mình chỉ lưu ý này, khi mà đi chỉ thì đầu tiên cái cùng chỉ mình cũng để ở đây hoặc là để phía bên phải, nếu cùng chỉ nhỏ để dưới đất bên phải cùng chỉ nhỏ ha. Rồi và cùng chỉ lớn chứ. Rồi bây giờ mình sẽ kéo theo hướng mũi tên nhé. Liền lưu ý trước khi mình đi chỉ thì mình sẽ nâng cái chân vịt lên, đây là bằng nâng hạ chân vịt ha. Trước khi đi chỉ mình nâng cái chân vịt lên. Rồi bây giờ mình đi chỉ theo hướng mũi tên nhé. Liền mũi tên số 1 này, số 1 ha, mũi tên số 2 dòng lên nè, số 2 này dòng theo các cái khe hướng dẫn ha. Rồi số 3 là người ta hướng dẫn mình đi xuống nè, số 3 này. Tới đây mình gặp số 4 này mọi người, mình vòng lên số 4 này. Tới đây mình gặp số 5 thì mình vòng theo số 5 rồi kéo thẳng xuống. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái chỉ vào phía trên của cái đầu kim ha, phía trên đầu kim, sau đó mình chọc chân vịt xuống. Rồi lúc này mình sẽ dùng cần xỏ chỉ tự động, thì khi mà sử dụng cần xỏ chỉ tự động thì mình sẽ nâng cái chân vịt lên, sau đó ha mình sẽ dùng cái ngón tay trỏ của mình kéo cần xỏ chỉ tự động một cái, nhấn một cái thôi, thì lúc này cái cần xỏ chỉ nó có một cái lưỡi gà nó đang đi xuyên qua lỗ kim. Rồi mình chỉ cần này móc chỉ này đó dưới cái lưỡi gà đó, nhấn nút một lần nữa thì cái sợi chỉ nó đã được xuyên qua lỗ kim rất là dễ dàng luôn ha. Cái máy này nó phù hợp với những người lớn tuổi hoặc là những bạn mà mắt không được tinh á, mắt không rõ và ngại cái việc xỏ chỉ, thì cái công đoạn xong chỉ qua kim nó rất là tiện ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn gắn chỉ dưới. Thì ở đây nó có một cái nút màu đen này ha, mình gạt nó qua bên phải này mọi người, thì cái nắp đẩy ổ thuyền nó sẽ bung ra ha, nắp đẩy ổ thuyền. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái suốt cũ trong máy ra, đây là suốt cũ trong máy ha, mình sẽ gắn cái suốt mới vào, suốt mà hồi nãy mình mới đánh á. Rồi mình gắn vào, rồi mình gắn cái suốt mới vào nha. Thì cái thao tác để gắn suốt như sau, thao tác gắn suốt như vậy là đúng rồi mọi người. Đây là cái sợi chỉ hồi nãy mà cái đầu của sợi chỉ hồi nãy mình đánh suốt ha. Bây giờ tay phải mình cầm cái suốt, tay trái mình cầm cọng chỉ, rồi mình bỏ vào bên trong cái ổ, cứ theo cái chiều như vậy là đúng nha. Mình cứ theo cái chiều như vậy cho mình được. Rồi ở trên cái ổ thuyền á mọi người, nó có một cái còn một cái phần khe mà nó giấu cái mũi tên đi theo đó, thì mình cứ việc kéo cái sợi chỉ đó đó, theo cái khe đó, theo cái hướng mũi tên đó cứ kéo ha, đến mạnh tay kéo. Rồi
kéo tới cuối cùng á, thì mình bằng tay mình giết một cái đầu của sợi chỉ nó sẽ bung ra này, là nó sẽ tự cắt ra. Ở đây nó có một cái dao rồi, tới đây rồi á thì mình sẽ đẩy cái nắp thì lại và may thôi. Cái dòng máy này mình không cần phải có cái thêm cái bước câu chỉ lên ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ để vải vào mình may thôi. Mình để vải vào này, đặt kim vịt xuống này, bấm nút may dừng, bấm nút may dừng là may thôi ạ. Rất là dễ dàng ha. Đây. Rồi. Đây ha, là tiếp tục may nha. Rất là dễ dàng ha. Muốn thay đổi cái tốc độ may, muốn thay đổi tốc độ may thì mình sẽ thay đổi ở đây. Mình gà qua bên trái là tốc độ chậm dần, gà qua phải là tốc độ nhanh dần. Rồi, muốn dừng lại thì mình bấm dừng lại. Sau đó là mình may xong, mình muốn cắt chỉ thì mình sẽ bấm cái hình cái kéo này, mình bấm một cái thì chỉ đã được tự động cắt ra. Rất là dễ dàng ha. Đó, chỉ đã được tự động cắt ra. Rồi. Nhà may này. Đây là nút lại mũi này mọi người. Khi mà mình nhấn cái nút này thì máy nó sẽ may lùi, và mình lùi bao nhiêu mũi thì tùy mình cứ nhấn vào đó, mình tới khi nào mình không muốn lùi nữa thì mình dừng lại thì máy nó sẽ tự ngưng ha, và mình bấm hai tiếng tiếp. Rồi, muốn ngưng thì mình sẽ lại bấm nút may dừng. Cắt chỉ. Rồi, có một cái nút này gọi là nút nâng hạ kim, tức là mình sẽ bấm một cái thì máy nó sẽ hạ xuống, kim hạ xuống, bấm thêm cái nữa kim nó nâng lên, bấm cái nữa kim hạ xuống, bấm cái nữa kim nâng lên, tức là mỗi lần mình bấm là kim sẽ nâng lên một lần hạ xuống. Rồi mỗi lần mình bấm là nâng lên hoặc là hạ xuống một lần ha. Thì cái này rất là tiện, nếu như mà mình còn một vài mũi á, mình không có tiện bấm cái nút may dừng thì mình bấm cái nút đó, nó sẽ rất là dễ ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu các cái để mình chuyển may được tất cả các cái mẫu này này thì mình sẽ làm như sau. Ở đây ha, mình thấy màn hình này đang hiển thị là số 1 này. Màn hình đang hiển thị số 1 nha. Bây giờ á mình muốn may qua một cái số khác, ví dụ nha. Đây thì mình sẽ bấm ở đây, hai cái nút này là nút chuyển mẫu, bấm cái nút này. Rồi, bây giờ mình thấy mình muốn may mẫu số 4 thì mình bấm vào số 4 này. Đó thì máy nó sẽ ra số 4 này. Đó, máy ra số 4 ha. Rồi vậy thì bây giờ mình muốn may số 10 thì sao? Số 10 nhá, thì mình chuyển qua tiếp. Này, đó, số 10 này mọi người. À, ở đây hai bấm hai nút này tới chừng là mình tay số 10 thì mình bấm cái số 10. Rồi, may tiếp ha, rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng ha. Rồi, cứ tương tự như vậy thôi, mình cứ chuyển qua cho đến khi nào mà mình muốn may cái mẫu nào, ví dụ 25. 25 đây ạ. Rồi, bấm chọn 25. Đó, thì máy nó may 25. Rất là dễ ha. Rồi. Nó muốn may mẫu nào thì nó sẽ may mẫu đó thôi. Rồi, cái tất cả đây là tất cả các mẫu ha, mình muốn chọn cái mẫu đường may nào thì mình may cái mẫu đường may đó. Rồi nha. Vậy thì bây giờ mình muốn là điều chỉnh cái độ thưa dày của đường may thì sao? Thì ở đây là cái nút lựa chọn thưa dày ha. Khi mình bấm cái nút này á thì mình có thể điều chỉnh được cái độ thưa dày bằng với hai cái dấu này, dấu cộng dấu trừ này ha, và cái độ rộng của cái đường zigzag là ở hai cái nút này. Nếu như mình lựa chọn này, mình lựa chọn cái đường zigzag nha, đường zigzag ví dụ như là số 9 đi đó, thì khi mà mình bấm vào đây thì mình có thể lựa chọn cái độ thưa dày, cái độ bản rộng của cái đường zigzag, rộng của đường zigzag và cái độ thưa dày, độ dài á của cái đường may đó. Rồi khi mọi người yên tâm là khi mà mọi người mua máy ở bên máy may Nguyễn Dung á thì các cái nút bấm này, này sẽ được dán tích cơ bằng tiếng Việt ha, dán tích cơ bằng tiếng Việt cho nên là sẽ rất là dễ nhìn, cho nên là không phải lo lắng là nó tiếng Nhật rồi mình quên nha, không phải lo cái vấn đề đó ha. Đó thì nó như vậy thôi. Rồi vậy thì mình muốn tăng chỉnh cái độ căng của chỉ thì sao? Nhiều khi ở đây là chỉ rất là đẹp rồi, nhưng mà ví dụ như mình muốn cho chỉ trên nó căng hơn á thì mình sẽ bấm vào cái nút này. Đó, bấm vào cái nút này mình thấy hai dấu cộng trừ này này thì mình sẽ điều chỉnh được cái dấu trừ dấu cộng này. Cái độ cái dấu trừ á là chỉ nó sẽ lỏng ra, dấu cộng là chỉ nó sẽ căng hơn, nó sẽ chặt hơn đó ha, điều chỉnh. Còn cái mức này là mức trung bình đó. Rồi ở cái màn hình đó bây giờ đang ở chế độ rõ ha, có một số trường hợp thì nó sẽ mờ 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 đó, nó quá mờ đó thì mình ở đây nè, cái nút màu đen ở ngay cái ngón tay của mình nha là cái nút để cho mình thay đổi cái độ sáng của màn hình ha, cho đến mình cứ điều chỉnh chỗ này cho đến khi nào rõ nhất mà mình cảm thấy được thì mình dừng lại đó. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thay chân vịt và thay kim, rất là dễ, cũng giống như các cái dòng máy may khác thôi ạ. Đây cái chân vịt thì ở phía sau nó sẽ có một cái nút màu đen, cái màu đen ngay ngón tay của mình này, mình bấm cái nút màu đen đó cái thì tự động cái chân vịt cũ nó sẽ rơi ra. Rồi khi mua máy mình mới nội dung sẽ được tặng kèm một cái bộ chân vịt ha, bao gồm có này. Đây là cái hộp nè, cái hộp của nó ha, cái bộ chân vịt của nó bao gồm có chân vịt làm phi, chân vịt mía lai ẩm, chân vịt vắt sổ, chân vịt tra khóa giọt nước, rồi chân vịt tiêu đa năng đó, và các một số cái dụng cụ khác. Thì khi mà mua máy thì sẽ được tặng kèm, và trên mỗi cái chân vịt thì nó sẽ có một cái, trên mỗi cái chân vịt nha, để vào trên mỗi cái chân vịt nó sẽ có một cái thanh ngang như vậy này. Rồi ở trên cái trục chân vịt thì nó có một cái rãnh, thì mình sẽ để cho cái rãnh và cái trục và cái thanh ngang của cái chân vịt đó nó trùng khớp vào nhau. Sau đó này mình sập cái chân vịt xuống để trùng khớp vị trí, sập chân vịt xuống thì tự động chân vịt nó chính vào ha. Đó là thay chân vịt. Còn thay kim thì ở đây nó có một cái nút, có một cái ốc này, mình sẽ giật vào cái ốc này nha.
trong cái bộ phụ kiện nó có một cái dụng cụ làm áo á. Rồi kim là kim máy may gia đình HA nhân 1 ha. Mình có ra tiệm nói là bán cho tôi máy may gia đình, may kim máy may gia đình là người ta sẽ bán cho mình. Thì cái kim máy may gia đình này có một mặt phẳng và một mặt lồi, thì mặt phẳng nó sẽ úp vào trong, còn mặt lồi nó sẽ hướng về phía mặt mình nha. Đây, mặt phẳng. Đây, mặt lồi hướng về phía mặt mình, sau đó mình tặng cái ốc này lên. Tặng cái ốc này cho nó chắc lại ha, mình đẩy lên cho cao gấp cỡ khoảng cho nó chắc lại. Rồi, sau đó mình sẽ chỉnh lại. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách sử dụng cơ bản của máy may gia đình Singer SC217. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ máy may Nguyễn Dung. Khi có những cái thắc mắc về kỹ thuật máy, về cần tư vấn về các cái dòng máy phù hợp với mình, với nhu cầu của gia đình mình, thì mọi người hãy liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình 0379217236 ạ. Máy may Nguyễn Dung cũng thông báo luôn là đây là cái số điện thoại duy nhất mà máy may Nguyễn Dung sẽ sử dụng để liên lạc với khách hàng, với tất cả các chế độ hậu mãi, bảo hành cũng như là tư vấn máy may. Mọi người không có một cái số điện thoại nào khác mà gọi điện tư vấn hay tặng quà hay là gửi cho bất kỳ một cái gì thì mọi người không nhận ha, và đó không phải là số điện thoại chính thức của máy may Nguyễn Dung, mọi người lưu ý ha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.